Sáng 22 tháng 4 tại Hà Nội, báo Quân đội Nhân dân phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội tổ chức gặp mặt báo chí, giới thiệu lễ tổng kết trao giải cuộc thi viết Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới lần thứ 3 2023-2024 phát động cuộc thi viết lần thứ tư 2024-2025. Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Tổng biên tập báo Quân đội Nhân dân, đồng trưởng ban tổ chức cuộc thi chủ trì buổi gặp mặt. Dự buổi gặp mặt có đại diện các cơ quan đơn vị trong và ngoài quân đội, đại diện các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải cùng đông đảo nhà báo, phóng viên các cơ quan báo chí trung ương, địa phương. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ nhấn mạnh, cuộc thi viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới đã đạt được ba cái nhất, đó là phát động sớm nhất, có nhiều tướng lĩnh, các nhà khoa học tham gia vào đoạt giải, sớm phân định hệ thống giải rõ ràng khoa học. Tuy gặp khó khăn là chủ đề không dễ thực hiện, nhưng ban tổ chức sẽ duy trì cuộc thi lâu dài. Rất mong các cơ quan báo chí tiếp tục ủng hộ cho những lần thi tiếp theo. Tiếp nối thành công của cuộc thi viết lần thứ hai, cuộc thi viết lần thứ ba đã nhận được 615 tác phẩm của 52 cơ quan báo chí, tăng 12 cơ quan báo chí so với cuộc thi lần thứ hai. Nhiều tờ báo, cơ quan báo chí đã đầu tư công sức, tâm huyết xuất bản những tác phẩm có chất lượng, viết bài chuyên sâu tham dự cuộc thi đi sâu phân tích, luận giải công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở những điều căn cốt như giá trị cơ bản trường tồn của chủ nghĩa Mark Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang. Điểm mới trong cuộc thi lần này là nhiều tác giả đã tìm cách tiếp cận mới, đi sâu lý giải những vấn đề cụ thể, thiết thực, thuyết phục hơn như khẳng định những giá trị các bài viết, cuốn sách mới xuất bản của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, phòng chống tư tưởng xung ngoại trong hoạt động giáo dục, bóc mẽ luận điệu xuyên tạc vai trò của đội ngũ trí thức. Cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng trong tình hình mới do báo quân đội nhân dân phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội tổ chức. Đây là năm thứ ba và năm nay nó đạt được ba cái được. Được thứ nhất là tăng cả về số lượng và chất lượng. Được thứ hai là các cái đề tài, các cái bài viết ấy, nó bám sát với thực tế cuộc sống. Các bài viết không chỉ tập trung phân tích những vấn đề căn cốt của chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh mà giải quyết được những nhiều vấn đề trong thực tiễn của cuộc sống đặt ra. Cái được thứ ba là thu hút được nhiều các cái cây viết, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu có uy tín trong toàn quốc để tham gia. Đấy là ba cái được rất lớn. Qua sự đánh giá nghiêm túc, kỹ lưỡng của Hội đồng Sơ khảo và Trung khảo, Ban tổ chức đã thống nhất lựa chọn 38 tác phẩm xuất sắc nhất để trao 3 loại giải, gồm giải dành cho báo Trung ương, giải dành cho báo địa phương, giải dành cho tạp chí. Trong đó có 3 giải nhất, 7 giải nhì, 13 giải ba, 15 giải khuyến khích. Khen thưởng 5 tập thể cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm chất lượng tham dự cuộc thi. Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới lần thứ ba và phát động cuộc thi lần thứ tư sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 24 tháng 4 tại Nhà hát lớn Hà Nội. Truyền hình trực tiếp trên kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam phát trực tiếp trên các nền tảng số của báo quân đội nhân dân